Shop Nhân Đà xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay lên cho anh em một cái siêu phẩm nha anh em nha. Gọi là siêu phẩm bởi vì sao? Bởi vì rất là lâu rồi Đạt không có cái này để bán nha anh em. Và cũng rất là lâu rồi mình thấy một con xe mà nó còn zin được những cái bộ phận này. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em là một cái bộ lửa kèm với lại ba nắp của Rim Atchia nha anh em nha. Đó, Rim Atchia nha anh em. Đây này, anh thấy chưa? Cụ lửa đó sẽ là cụ lửa KGD. Anh em thấy không? Đó, KGD ha. Cực kỳ hiếm. Thứ hai là anh em nhìn cái qua lăng nó đi. Qua lăng nó rất là mỏng. Qua lăng đẹp ghê không? Này, qua lăng này là Đạt để nguyên zin này, không có làm gì hết nha. Không thèm rửa ráy gì luôn. Đẹp cực căng rồi cho nên là không phải rửa ráy gì cả. Anh em nhìn em ăn nó đi, như mới. Thật sự là như mới luôn em. Rất là đẹp, dĩa đề này, thớt đề này. Úi giời ơi, cực kỳ đẹp luôn em. Đó, dĩa đề GB4 nha anh em nha. Cái qua lăng này, cái bộ lửa của Rim Atchia này thì được gọi là siêu lửa nha anh em nha. Bởi vì sao? Bởi vì những anh em nào chúng ta đã chơi Rim thì anh em biết, nếu mà trong các dòng Rim á thì không có xe nào mà chạy ghê bằng con Rim Atchia này ha. Con Rim Atchia này là chạy ghê nhất, rồi tới con Rim Nổ 99, rồi mới tới những cái con Rim Thái hay là Super khác nha anh em nha. Tại vì con Rim Atchia này anh em là nó sử dụng cái hệ thống điện KGD từ Mobin IC. IC Atchia rất là mắc tiền anh em, bây giờ giá nó khoảng dao động khoảng 2 triệu 2 triệu rưỡi một cục nha. Là IC Atchia thì rất là mắc, hiểu không? Con này thì bộ lửa này rất siêu đẹp rồi. Bộ lửa này quá đẹp nha anh em nha. Lửa này như mới luôn. Anh em là muốn xe mình chạy mặn hơn, bao thay bộ lửa vô cho anh em chạy bao mặn luôn. Chạy nếu mà mình nói không đi ôm phải nói anh em chạy ví dụ từ 100 phải lên được 110. Cái này nói thật. Tại vì Đạt ngày xưa cũng đã chơi độ anh em, nên cũng đã gắn rồi biết. Cũng kẹt tiền bán rồi chứ không gì. Thì hôm nay có cái bộ lửa Rim Atchia này gỡ trong xe ra nha anh em nha. Lửa bao mặn, bao sống cho anh em nha. Về anh em chỉ có xài thôi, lửa là chưa chạm gì vô hết nè. Ốc là còn chấm sơn đỏ này anh em thấy không? Nhìn nguyên bản hết nha anh em nha. Nói chung là đẹp cực kỳ. Đó, lửa là lửa KGD. Về anh em vô xe hết bài nha anh em nha. Đấy. Rồi ba nắp. Thì ba nắp là ba nắp zin nha anh em nha. Nó sẽ có mã là HAEM nha anh em. Mã hơi lạ nha anh em nha. Atchia là ron đen. Long đen nè, mở lần đầu nha anh em nha. Đây, mang cá này thì giống y như Rim Thái nha anh em. Mang cá này y chang Rim Thái nha. Rồi. Đó. Thì cái bộ lửa kèm với ba nắp này thì thứ nhất là nó hàng với anh em luôn, lửa Atchia á. Nếu anh em mà biết chơi á, nó hàng ra anh em có nhiều tiền xíu đi, anh em mua cái bộ lửa này liền nó đạt. Tại vì anh em chần chừ không còn. Thứ hai là nó rất là hiếm, không phải là muốn có là mua liền đâu anh em. Không phải anh em có tiền anh em muốn mua là mua được đâu. Tại vì nó hiếm lắm. Như Đạt đó, Đạt cũng lâu lắm rồi là không có thấy được. Anh em đi kiếm ở trên kênh mình á, lửa Atchia thì hình như cái clip này là clip thứ hai mà mình đăng bộ lửa Atchia lên. Tại vì nó quá là ít có nha anh em nha. Thật sự luôn, rất ít khi có nha anh em. Rồi, thứ ba là cái bộ lửa này nó rất là mạnh. Anh em muốn xe mạnh và bền, cứ chơi bộ lửa này cho Đạt, đừng có chơi lửa độ. Lửa độ thì nó rất là mạnh nhưng mà nó hư xe. Anh em chơi lửa zin, bền, đẹp. Và đặc biệt là nó rất là êm nha anh em nha. Chạy nó cực kỳ ngọt luôn, ngọt lắm. Anh em thấy không? Đó, lửa Atchia nè, nó ghi đây nè. GF042 Mitsuba da băng. Anh em thấy không? Này thì nói gì nữa anh em. Đó, này thì đỉnh cao rồi ha, không phải bàn nữa anh em. Đẹp nha, chung lửa đẹp lắm. Anh em biết là xe mà cỡ nào mới được bộ lửa cỡ này anh em. Với lại thường anh em, Atchia là dân chơi người ta biết. Họ sửa xe này cái đó là biết là nếu mà Atchia đem vô thị sửa xe anh em là không cẩn thận là bị đá mất bộ lửa. Lửa IC nó lấy đầu tiên. Cho nên á là sự luôn, cái xe này là chủ xe họ rất là kỹ, cho nên nó mới còn như vậy. Chứ còn thực sự anh em nếu mà nói mà lửa mà chạm rồi hay này kia là nhìn biết ngay này. Ngay cả cái nắp nhôm này nhìn nó biết dấu chưa chạm rồi này. Đó, thấy không? Chị. Nên là anh em phải hiểu được là vấn đề là không phải là muốn là nó có nha anh em nha, mà cái này là dân chơi rất là thèm khát. Thì nói thì quảng cáo cho nhiều mà thôi. Nhưng bán thì bán rẻ cho anh em, nhưng bán mắc ha, bán rẻ để anh em mua về anh em xài. Thì nguyên một cái dàn đồ hết như thế này luôn. Cả lửa và ba nắp nha, Đạt bán lửa kèm ba nắp thôi, mình không bán lẻ nha anh em nha. Thôi bán lẻ thì nó sẽ mắc hơn. Lửa kèm ba nắp này Đạt bán nha mức giá là 3,2 triệu thôi. Nghe là thấy êm liền em nha.
nha. Lửa 3 nắp này đặt bán cho em 3,2 triệu nha. Siêu rẻ cho anh em luôn. Anh em mua về anh em chơi là hết bài rồi. Còn anh em là muốn mua lẻ thì nói thẳng ra lẻ bộ lửa là 3,2 triệu, lốc 500 là 3,7 triệu. Còn anh em mua nguyên bộ luôn bán cho em 3,2 triệu. Tại vì Đạt không có muốn bán lẻ cái này anh em, thì anh em mua anh em chơi nguyên bộ nó đẹp. Còn anh em là mua lẻ lửa là 3,2 triệu nha. Là quá rẻ luôn anh em. Vì cách đây khoảng 5 năm mình bán cái bộ lửa ăn chia này nè, là nó rơi vào khoảng 3,6 triệu nha anh em nha. Cách đây 5 năm bán 3,6 triệu bộ lửa này. Bán đăng lên bán cái bột mất tiêu rất là nhanh. Cho nên là nếu anh em muốn chơi thì anh em phải nhanh tay ha. Lửa này là rớt ra là dân chơi lượm liền à. Nên là anh em tranh thủ nha. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Ồ, cái này ảo không em? Anh em thấy nó có cái hớt này rất là dày cho nè. Có 2-3 hớt lận nha. Cho nên là họ sao bộ lửa này nó mạnh là như vậy. Ok, thôi không nói nhiều nữa. Báo giá lại cho anh em 3,2 triệu tất cả như thế này, quá rẻ luôn. Anh em nào nhất thì liên hệ với Đạt. Nói chung là mua được rẻ thì để cho anh em rẻ, còn mua mắc thì phải bán mắc. Cái này là rẻ, nói thẳng là rẻ rất là rẻ rồi. Cho nên là anh em tranh thủ nha. Cảm ơn chị em rất là nhiều luôn nha. Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay lên cho anh em một cái siêu phẩm nha anh em nha. Gọi là siêu phẩm bởi vì sao? Bởi vì rất là lâu rồi Đạt không có cái này để bán nha anh em. Và cũng rất là lâu rồi mình thấy một con xe mà nó còn zin được những cái bộ phận này. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em là một cái bộ lửa kèm với lại 3 nắp của Rim Archie nha anh em nha. Là Rim Archie nha anh em. Đây này, anh thấy chưa? Cụ lửa đó sẽ là cụ lửa KGD. Anh em thấy không? Đó, KGD ha. Cực kỳ hiếm. Thứ hai là anh em nhìn cái qua lăng nó đi. Qua lăng nó rất là mỏng. Qua lăng đẹp ghê không? Này qua lăng này là Đạt để nguyên zin này, không có làm gì hết nha. Không thèm rửa ráy gì luôn, đẹp cực căng rồi cho nên là không phải rửa ráy gì cả. Anh em nhìn em ăn nó đi, như mới. Thật sự là như mới luôn em. Rất là đẹp, nhĩa đề này, thớt đề này. Úi giời ơi, cực kỳ đẹp luôn em. Đó. Nhĩa đề GB4 nha anh em nha. Cái qua lăng này, cái bộ lửa của Rim Archie này thì được gọi là siêu lửa nha anh em nha. Bởi vì sao? Bởi vì những anh em nào chúng ta đã chơi Rim thì anh em biết, nếu mà trong các dòng Rim á thì không có xe nào mà chạy ghê bằng con Rim Archie này ha. Con Rim Archie này là chạy ghê nhất, rồi tới con Rim Lũ 99, rồi mới tới những cái con Rim Thái hay là Super khác nha anh em nha. Tại vì con Rim Archie này anh em là nó sử dụng cái hệ thống điện KGD từ Mobin IC. IC Archie rất là mắc tiền anh em, bây giờ giá nó khoảng dao động khoảng 2,5 triệu một cục nha. Là IC Archie thì rất là mắc ha. Con này thì bộ lửa này siêu đẹp rồi, bộ lửa này quá đẹp nha anh em nha. Lửa này như mới luôn. Anh em là muốn xe mình chạy mặn hơn, bao thay bộ lửa vô cho anh em chạy bao mặn luôn. Chạy nếu mà mình nói không điêu phải nói anh em chạy ví dụ từ 100 phải lên được 110. Cái này nói thật. Tại vì Đạt ngày xưa cũng đã chơi độ anh em, nó cũng đã gắn rồi biết. Cũng kẹt tiền bán rồi chứ không gì. Thì hôm nay có cái bộ lửa Rim Archie này gỡ trong xe ra nha anh em nha. Lửa bao mặn, bao sống cho anh em nha. Về anh em chỉ có xài thôi, lửa là chưa chạm gì vô hết nè, ốc là còn chấm sơn đỏ này anh em thấy không? Nhìn nguyên bản hết nha anh em nha. Chung là đẹp cực kỳ. Đó, lửa là lửa KGD. Về anh em vô xe hết bài nha anh em nha. Đấy. Rồi ba nóc thì ba nắp là ba nắp zin nha anh em nha. Nó sẽ có mã là HAEM nha anh em. Mã hơi lạ nha anh em nha. Archie là ron đen à, mở lần đầu luôn nha anh em nha. Đây, mang cá này thì giống y như Rim Thái nha anh em. Mang cá này thì y chang Rim Thái nha. Rồi. Đó. Thì cái bộ lửa kèm với ba nắp này thì thứ nhất là nói thẳng với anh em luôn, lửa Archie á, những anh em mà biết chơi á, nó hàng ra anh em có nhiều tiền xíu đi, anh em mua cái bộ lửa này liền nó đạt. Tại vì anh em chần chừ không còn. Thứ hai là nó rất là hiếm, không phải là muốn có là mua liền đâu anh em. Không phải anh em mua có tiền anh em muốn mua là mua được đâu, tại vì nó hiếm lắm. Như Đạt đó, Đạt cũng lâu lắm rồi là không có thấy được. Anh em đi kiếm ở trên kênh mình á, lửa Archie thì hình như cái clip này là clip thứ hai mà mình đăng bộ lửa Archie lên. Tại vì nó quá là ít có nha anh em nha, thật sự luôn, rất ít khi có nha anh em. Rồi thứ ba là cái bộ lửa này nó rất là mạnh, anh em muốn xe mạnh và bền cứ chơi bộ lửa này cho Đạt, đừng có chơi lửa độ. Lửa độ thì nó rất là mạnh nhưng mà nó hư xe. Anh em chơi lửa zin bền đẹp và đặc biệt là nó rất là êm nha anh em nha, chạy nó cực kỳ ngọt luôn, ngọt lắm anh em thấy không. Đó, lửa Archie nè, nó ghi đây nè, GF 042 Mitsuba da băng anh em thấy không. Này thì nói gì nữa anh em,
Đó. Này thì đỉnh cao rồi. Ha. Không phải bàn đâu anh em. Đẹp nha, chung lửa đẹp lắm. Anh em biết là xe mà cỡ nào mới được bộ lửa cỡ này anh em. Với lại thường anh em, Archie là dân chơi người ta biết, họ sửa xe này cái là biết là nếu mà Archie đem vô thị sửa xe anh em là không cẩn thận là bị đá mất bộ lửa. Lửa với IC nó lấy đầu tiên. Cho nên á là sự luôn cái xe này là chủ xe họ rất là kỹ, cho nên nó mới còn như vậy. Chứ còn thực sự anh em nếu mà nói mà lửa mà chạm rồi hay này kia là nhìn biết ngay này. Ngay cả cái nắp nhôm này nhìn nó biết dấu chưa chạm này. Đó, thấy không? Chị. Nên là anh em phải hiểu được là vấn đề là không phải là muốn là nó có nha anh em nha, mà cái này là dân chơi rất là thèm khát. Thì nói thì quảng cáo cho nhiều rồi thôi. Nhưng mà bán thì bán rẻ cho anh em, nhưng bán mắc ha, bán rẻ để anh em mua về anh em xài. Thì nguyên một cái dàn đồ hết như thế này luôn. Cả lửa và ba nắp nha, đặt bán lửa kèm ba nắp thôi, mình không bán lẻ nha anh em nha. Còn bán lẻ thì nó sẽ mắc hơn. Lửa kèm ba nắp này đặt bán nha, mức giá là 3,2 triệu thôi. Nghe là thấy êm liền em nha. Nha, lửa ba nắp này đặt bán nha 3,2 triệu nha. Siêu rẻ cho anh em luôn. Anh em mua về anh em chơi là hết bài rồi. Còn anh em là muốn mua lẻ thì nó thẳng ra lẻ bộ lửa là 3,2 triệu, lốc 500 là 3,7 triệu. Còn em mua nguyên bộ luôn, bán nha 3,2 triệu. Tại vì đạt không có mua bán lẻ cái này anh em, thì anh em mua anh em chơi nguyên bộ nó đẹp. Còn em là mua lẻ lửa là 3,2 triệu nha, là quá rẻ luôn em. Vì cách đây khoảng 5 năm mình bán cái bộ lửa Archie này nè, là nó rơi vào khoảng 3,6 triệu nha anh em nha. Nó đây 5 năm bán 3,6 triệu bộ lửa này. Bán đăng lên bán cái bộp mất tiêu rất là nhanh. Cho nên là nếu anh em muốn chơi thì anh em phải nhanh tay ha. Lửa này là rớt ra là dân chơi lượm liền à. Nên là anh em tranh thủ nha, anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Ồ, này ảo hơn em. Anh em thấy nó có cái thớt này rất là dày cho nè. Tới 2-3 thớt lận nha. Cho nên là hỏi sao bộ lửa này nó mặn là như vậy. Ok, thôi không nói nhiều nữa. Báo giá lại cho anh em 3,2 triệu tất cả như thế này, quá rẻ luôn. Anh em nào dứt thì liên hệ với Đạt. Chung là mua được rẻ thì để cho anh em rẻ, còn mua mắc thì không phải bán mắc. Cái này là rẻ, nói thẳng là rẻ rất là rẻ rồi. Cho nên là anh em tranh thủ nha. Cảm ơn chị em rất rất là nhiều luôn nha.